Ngày 7 tháng 4 năm 2022, đồng chí Lò Văn Luân, Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, Chủ tịch Hội nông dân huyện cùng các đồng chí trong Ban chấp hành hội đã đi thăm kiểm tra các mô hình chăn nuôi được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại xã Đồng Lương, cùng đi với đoàn có các đồng chí cán bộ Hội nông dân xã. Được biết năm 2022, Hội nông dân huyện Lang Chánh được Hội nông dân tỉnh hỗ trợ mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tại xã Đồng Lương. Để các mô hình này phát huy được hiệu quả và nhân rộng thêm, Hội nông dân huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ hội viên cùng với xã, thôn bản thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ các hộ nông dân tham gia mô hình, nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc con giống, cách phòng trừ dịch bệnh để cho đàn vật nuôi phát triển một cách tốt nhất, đem lại hiệu quả kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng cho từng hội viên. Đoàn đã tới thăm mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Phạm Văn Yêu và gia đình anh Phạm Văn Quyến, thôn Xuống Trọng, gia đình hội viên Hà Thị Tâm, thôn Cui. Đây là 3 trong số 313 hộ được vay vốn hỗ trợ từ nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội Nông dân và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lang Chánh. Mỗi hộ gia đình được vay vốn từ 50 đến 80 triệu đồng để mua cây con giống, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và phát huy được hiệu quả nguồn vốn để thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Thời gian tới, Hội nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ để nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn, đặc biệt là các mô hình chăn nuôi như chăn nuôi lợn thịt, chăn nuôi lợn sinh sản đang phát huy hiệu quả như hiện nay, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân và xây dựng nông thôn mới. Qua kiểm tra đánh giá các mô hình chăn nuôi tại xã Đồng Lương, các đồng chí lãnh đạo Hội nông dân huyện và xã Đồng Lương ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực cùng với ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm của các hội viên nông dân. Đồng thời động viên các hộ tiếp tục duy trì và phát triển nhân rộng mô hình, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, thực hiện liên kết hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mình làm ra. Trong thời gian tới, các hộ đã nuôi thành công sẽ tiếp tục giúp đỡ nhiều nông dân, đặc biệt là các hộ nghèo về kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc đàn vật nuôi. Hội nông dân huyện cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hội viên nông dân tiếp cận được các nguồn vốn vay, đồng thời tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.